Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ manga Dragon Ball Super bản chính, do tác giả Akira Toriyama và Toro Taro vẽ nhé. Bộ truyện sẽ xoay quanh hai ác chính sau giải đấu sức mạnh, đó là ác Mozo và ác Granola. Không vòng vo nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Từ rất lâu về trước, các Kaioshin đã bị trói chân vào một trận chiến vì vận mệnh của Ngân Hà. Hàng loạt viên thiên thạch rơi xuống một tiểu hành tinh do Đông Kaio cai quản. Ông kịp thời né được chúng trong gang tấc. Mau nhìn kìa Kaioshin-sama, vẫn còn nhiều thiên thạch nữa đang bay tới đây. Vừa dứt lời thì bùm, một viên đã rơi xuống thẳng đầu của Đông Kaio. Không thể nào, Kaioshin tập sự hét lớn. Phía dưới Đông Kaio gầm cơ đít thít cơ mông nâng viên thiên thạch lên. Dù có thế nào thì ta cũng không dễ dàng bị đánh bại đâu. Ông ném nó qua một bên, ném chút nữa thì toi. Chúng ta thấy rằng có một tên bí ẩn khoác cho mình chiếc áo choàng đen là kẻ điều khiển các viên thiên thạch này để tấn công hai Kaioshin. Hắn mỉm cười độc ác, sau đó giơ tay lên về phía một hành tinh lân cận. À há, để xem ta có gì từ nó đây. Ngay lập tức sinh khi trời đất cây cỏ hoa lá, động vật đều bị hút đi, để lại đây là hành tinh chết, không còn thứ gì có thể sống sót cả. Năng lượng từ hành tinh này tập hợp đến tay của tên bí ẩn. Đông Kaio bất ngờ, hắn vừa hủy diệt cả một hành tinh chỉ bằng một cánh tay ư? Thằng cu cười đểu. Hắn nén nguồn năng lượng thành quả cầu nhỏ rồi nuốt trọn nó trong nốt nhạc. Không thể nào, thì ra đó là cách ông cháu hấp thụ năng lượng từ các hành tinh khác. Đôi mắt tên bí ẩn thức tỉnh, hắn bộc phát nguồn ki cực mạnh lao tới tấn công cả hai vị Kaioshin. Tôi nghĩ hắn còn mạnh hơn trước rất nhiều nữa, có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội thắng đâu. Từ phía xa, đội tuần tra Ngân Hà đang chứng kiến toàn bộ vụ việc. Họ gọi kẻ bí ẩn kia với biệt danh quái thú ăn hành tinh Mozo. Hắn ta vừa hấp thụ năng lượng từ hệ sao Izagi và khiến đại tuyệt diệt trên 320 hành tinh. Rõ ràng thằng cu là một kẻ nguy hiểm. Đội tuần tra sẽ không tham gia can thiệp trận chiến này, vì họ biết điều đó là không thể. Hãy để Kaioshin giải quyết. Mozo đáp xuống hành tinh, nếu sức mạnh của hắn ta tăng hơn nữa, thì chúng ta càng không thể ngăn chặn hắn. Thưa Kaioshin-sama, nếu như chúng ta có thể làm gì đó để đối phó với ma thuật của hắn thì Kaioshin quyết định sẽ sử dụng ma thuật của thần để phong ấn nó. Ngài vừa nói gì chứ? Kỹ năng đó có tồn tại sao? Chính ta đã tạo ra nó vì ta biết rằng nó sẽ có ích về sau, nhưng thứ này quá nguy hiểm để dạy cho ngươi. Dứt lời, Kaioshin dồn lượng ki thần vào lòng bàn tay. Ông chập nó lại trong sự ngạc nhiên của Kaioshin tập sự. Đừng làm quá sức thưa ngài. Kai Kai Matozu, một luồng ánh sáng bay tới tấn công Mozo. Hắn bất ngờ, gì chứ thứ sức mạnh này? Cả hành tinh phát sáng, thằng cu đã ăn trọn đòn ất tách của Kaioshin béo. Và thế là đại Kaioshin đã hao phần lớn sức mạnh của mình để phong ấn ma thuật của Mozo. Nè cảnh sát Ngân Hà, nhờ hai cậu lo nốt việc còn lại. Không thể kháng cự, ông cháu đã bị nhốt lại trong nhà tù Ngân Hà. Dù vậy hắn vẫn là chiến binh khá nguy hiểm, dù cho không có ma thuật đi chăng nữa. Ông cháu bị kết án tử hình, nhưng không ai giết được hắn cả nên giờ vẫn ngồi tù mọt gông. Qua lời kể của cảnh sát tuần tra mơ rớt, Goku ngạc nhiên, vậy hắn vẫn sống trong 10 triệu năm sao? Chắc giờ hắn già lắm rồi đấy. Mơ rớt nói rằng giờ hắn đã vượt ngục thành công. Mozo có lẽ đã phục hồi ma thuật của mình, nên chúng tôi cần sức mạnh của Kaioshin để bắt hắn một lần nữa. Vegeta hỏi, thế điều đó liên quan gì tới Bưu Béo chứ? Như chúng ta biết, 5 triệu năm trước, ma nhân Bưu đã hấp thụ Đông Kaio trở thành Bưu Béo như hiện tại. Có lẽ khi ông bị hấp thụ thì phong ấn đã được giải. Cậu không biết điều đó sao Vegeta? Tất nhiên là ta éo quan tâm rồi. Niềm hy vọng duy nhất của chúng ta là bằng cách nào đó trích xuất được năng lực của đại Kaioshin ở bên trong Bưu Béo. Anh rau khó chịu, dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng đâu cần dùng súng gây choáng cho cậu ta chứ. Có khi mất mấy ngày Bưu mới tỉnh lại. Ông cháu đang ngủ khò khò trên giường thí nghiệm. Hello thanh niên. Bưu Béo tóm lấy cổ một bác sĩ rồi ném anh ta bay qua bên kia. What the hell, đang ngủ mà có thể làm vậy sao? Thằng cu mà ngủ thì khó gọi dậy lắm. Rắc rối rồi đây. Mơ rất nói đội tuần tra vẫn chưa tìm được vị trí của Mozo. Goku hào hứng, tôi biết, vậy để chúng tôi cùng bắt hắn nhé. Thế thủ tuyệt quá, cậu muốn làm một phần của đội tuần tra chứ? Ok luôn, nghe có vẻ vui nhỉ Vegeta. Rau khó chịu, đầu tiên là muốn kéo bọn ta tới đây, rồi lại muốn nhờ bọn ta giúp sao? À thật ra tin đồn về hai người đã lan đến đây. Cả hai đều là những người rất mạnh, cả rốt khoái chí. Làm gì có chuyện đó, vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh hơn chúng tôi nữa. Gần đây cả hai còn đụng độ với một tên Saiyan khác cơ. Vegeta không hề cảm nhận được ki của mơ rớt, nhưng chắc chắn anh ta cũng không yếu chút nào. Trong lần đụng độ trước, hắn không chỉ tìm được lúc giao sơ hở, mà còn đủ nhanh để rút vũ khí làm cả hai tê liệt. Mơ rớt mời mọi người đến gặp vua Ngân Hà, là người từng xuất hiện trong trận đấu giữa vũ trụ 6 và 7. À há thì ra tên bạch tuộc đó. Ta không phải bạch tuộc nhé. Goku nắm lấy đuôi của ông cháu chào hỏi như thật. Cái này là bộ phận sinh sản chứ không phải chân tay đâu. Vua Ngân Hà ban sắc lệnh Goku và Vegeta là một thành viên của đội tuần tra Ngân Hà. Nhiệm kỳ của hai người sẽ kéo dài cho đến khi tù nhân đào tẩu, Mozo bị bắt trở lại. Còn nếu lạm dụng chức vụ trong quá trình thực hiện sẽ bị miễn nhiệm. Ví dụ không được lạm dụng chức vụ để đứng mua kem hay sử dụng nó đi tán gái. Vậy là xong rồi đó. Gia cô chuẩn bị đồng phục cho hai ông cháu. Goku nói sao cái áo này xấu quá vậy, tôi éo mặc đâu. Gì chứ, bộ đồng phục ngầu bá cháy bọ chét này mà không mặc ư? Ok nếu hai người không muốn mặc,
thì thôi nhưng vẫn phải đeo huy hiệu của đội tuần tra ngân hà nhé. Cà rốt với rau trông khó chịu ra mặt, dù sao thì chúc mừng hai người. Gia Ca hớn hở, với tư cách là cấp trên thì anh sẽ chỉ dẫn cho mấy chú. Đầu tiên là tư thế ăn mừng khi giành chiến thắng nè. Đang nói chuyện thì đột nhiên có một số đặc vụ thông báo, một đám cướp quen thuộc lại ăn trộm thứ gì đó. Lại nữa sao, chúng chưa bao giờ chừa cả. Goku ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Đó là một đám ô hợp lúc nào cũng vi phạm luật ngân hà. Dù sao thì cũng phải xử lý vụ này, Merzert sẽ ra tay giải quyết bọn chúng. Rau cũng muốn đi theo, anh muốn xem khả năng của tên đặc vụ mày thế nào. Thấy vậy nên Goku đồng ý lên đường. Con tàu nhỏ chở bốn người bay vào vũ trụ. Ể khoan đã, cậu cũng đi sao ra cô? Tất nhiên rồi, tôi chịu giám sát trái đất và toàn bộ thực thể sống, hai người cũng nằm trong đó. Tại hành tinh Răng Xa Xô, băng cướp Makazon bắt đầu cuộc ăn trộm của chúng với một xe lửa chở những viên đá quý. Cảnh sát ở hành tinh này đã cố gắng để cản chúng nhưng không thể. Họ bị nã súng rơi như cỏ rác. He he, đó là mấy tên cuối cùng rồi đúng chứ? Chả tốn công với mấy bọn tàu bay này mấy. Sau khi bán hết số hàng này chúng ta sẽ sống trong nhung lụa. Ngồi im đó đi tên lái tàu. Lúc này phi thuyền của mọi người đã tới nơi, lũ ma gia con đã phát hiện, bọn tuần tra ngân hà đã đánh hơi được chúng ta rồi cơ đấy. Để anh đây bắn hạ chúng, mơ rất nói vậy ra chúng muốn trộm đá cực quang xanh. Đó là nguồn nhiên liệu cho mọi máy móc trong vũ trụ, tương tự như xăng dầu ở trái đất vậy. Chúng rất có giá trị nếu lũ tội phạm sở hữu. Mơ rớt không chần chừ nhảy xuống tàu, ăn cướp số lượng lớn đá cực quang thế này, các ngươi can đảm lắm. Một viên đạn bắn sượt qua mặt của mơ rớt, thì ra tên khứa tóc dài đã lường trước điều này. Hắn cười khinh bỉ, không phải mơ rớt đó sao, lâu lắm không gặp bạn của tôi. Bát ta, hôm nay anh em nhà ngươi sẽ phải ngồi mục xác trong nhà tù ngân hà. Ôi đáng sợ quá, ta chỉ muốn chào hỏi ngươi thôi mà. Thật ra bát ta cũng chẳng ngu gì đánh nhau với mơ rớt, nếu không thì mau vứt súng đi. Bát ta nhìn về phía biển hiệu chỉ đường. Đến lúc rồi, thằng cu nạp một chút lượng ki nhỏ vào tay. Ok, theo ý người ta sẽ đáp cây súng đi. Chiếc súng rơi xuống khe tàu đúng theo kế hoạch. Bát ta búng tay khiến nó phát nổ chia đoàn tàu thành hai phần. Mọi người phía trên bất ngờ vì hành động của chúng. Khói bụi mù mịt xung quanh mờ rớt. Này Bene, bạn của chúng ta chọn hướng đi khác này. Cô ta giãn tay dài như cao su, luồn xuống chân của cây cầu. Gạt cần điều khiển thay đổi đường đi của cả bọn. Mờ rớt lảo đảo. Bát ta nhân cơ hội hắn dùng súng bắn nát đường dây phía trước. Già cô tức giận, tên khốn đó, thật là xảo trá. Hẹn gặp lại nhé mơ rớt, giờ ngươi sẽ tan xác cùng đám đá cực quang đó he he. Mơ rớt kích hoạt bộ đẩy dưới chân, anh vòng ra sau tàu, sử dụng hết sức lực để đẩy, cuối cùng đã giữ con tàu dừng lại. Anh gọi cho Jaco mau thu hồi đá cực quang lại. Vegeta chưa kịp nhìn thấy mơ rớt ở đâu, ở phía kia kìa, ông cháu bắn tốc độ bay tới gần cửa hầm khiến cả Goku và Vegeta bất ngờ. Mơ rớt đáp xuống, trong này chỉ có hai lái tàu mà thôi. Họ nói chúng đã thoát rồi, có lẽ ở trong con tàu đó. Phía trên da cô nhìn thấy đá cực quang đã bị trôm đi mất. Chúng đánh lạc hướng, mơ rớt phóng tên lửa chạy theo hướng khác. Gặp lại sau nhé lũ tuần tra ngu ngốc. Đột nhiên con tàu bị dừng lại. Ông cháu Goku đã xuất hiện chặn chúng. Đừng hòng thoát nhé. Tôi tóm được bọn xấu rồi mơ rớt. Lũ ma ra con bất ngờ. Tên này đi cùng bọn tuần tra sao? Lại còn biết bay nữa. Thật không công bằng. Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh. Phía trên, Vegeta nhìn thấy một phi động cơ của phi thuyền đã hỏng. Chính tay mơ rớt đã phá hỏng nó. Anh suy đoán, hắn ta đã phá hủy tàu vũ trụ để đảm bảo chúng không đi xa được. Dù Kakarot có không bắt lại thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Rõ ràng mơ rớt muốn cứu con tin trước tiên. Tốc độ của ông cháu thậm chí còn vượt qua mắt của Vegeta. Ba tên trộm đã bị bắt lại. Đây là cái giá phải trả vì dám trêu đùa với bọn ta. Rau thẳng thắn nói luôn, ngươi đang che giấu sức mạnh của mình đúng không mơ rớt? Mắt ta không nhầm đâu, làm gì có chuyện đó chứ. Tôi muốn giải cứu con tin nên mới để chúng vùng vẫy thêm chút thời gian mà thôi. Rau gằn giọng, vậy là ta đoán ngươi không đủ khả năng để tự mình bắt tên Mozo này. Tất nhiên rồi, mơ rớt có thể là người giỏi nhất trong đội tuần tra ngân hà. Nhưng tên Mozo là thứ gì đó quá khác bọt. Sức mạnh của hắn không có giới hạn. Chỉ cần cho hắn có thời gian thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Bíp bíp, có báo cáo từ đội tuần tra khác. Họ đã do thám và xác định được vị trí của Mozo. Rau và cả rốt bất ngờ, đúng lúc lắm. Jaco chỉ hướng cho Goku, cậu sẽ dùng dịch chuyển tức thời để tìm hắn. Xem nào hắn đâu rồi, có vẻ là một nơi rất xa đấy. Kia rồi Goku đã cảm nhận được hắn, một con nai sừng tấm đông lào. Mozo thậm chí còn cảm nhận được cả rốt nữa trương đầu 7 viên ngọc rồng siêu cấp. Đến đây là kết thúc, các bạn cảm thấy bộ manga chính này thú vị thì hãy cho Mon xin một like và subscribe nhé. Đủ 1000 like thì Mon sẽ cố gắng làm phần tiếp theo cho mọi người coi. Cảm ơn rất nhiều.